Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV Thì à, bữa hôm trước Neo 10 có kể quý vị, cô chú, anh chị mình nghe qua một cái câu chuyện về mối tình bùng binh đúng không Thì có mấy anh chị mình hỏi là trời ơi có một cái vụ mà mối tình bùng binh nữa hả Neo 10 Thì à, Neo 10 xin đính chính với quý vị là có nha Ở ngoài cuộc sống này chuyện gì nó cũng có thể xảy ra đó Em nói thiệt với quý vị là như vậy mình nói cái mối tình bùng binh thì gì có nghĩa ở đây là chỉ cần là dù là ba người bốn người năm người thì nó cũng là bùng binh nó xoay đi quẩn lại vòng 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 cũng nhiêu đó cũng gọi là bùng binh quý vị nha thì cái câu chuyện ngày hôm nay nó như thế nào mà mới vừa vô nếu mời nói về cái chủ đề mối tình bùng binh bởi vì cái câu chuyện này nó sẽ là cái câu chuyện chính cái chủ đề chính trong cái video ngày hôm nay thưa quý vị thì một cái éo le cuộc tình ngang trái đó là làm sao cái mối tình bùng binh này lại xuất phát điểm từ những con người với cái lòng tham và cái sự ích kỷ để rồi giờ đây là cái sự nhìn nhìn và đối diện với xã hội của những đứa con những đứa cháu trong nhà thì cái câu chuyện ngày hôm nay nó như thế nào mà nếu mời nói tới đây thì không để quý vị chờ lâu thì xin mời quý vị cô chú anh chị mình cùng nghe qua cái câu chuyện thì cái ông này quý vị ổng tên là hữu nhưng mà trước tiên thì nói về cái chú hữu này thì nếu mời xin được phép nói về cái cuộc hôn nhân của chú hữu với cái bà vợ của mình là Tinh Thủy. Thì cái ông hữu này quý vị, ổng á là có bà vợ Tinh Thủy, hai vợ chồng này gặp nhau bên Mỹ và hai người cưới nhau. Thì cái ông hữu này xét về hoàn cảnh gia đình ổng cũng khá là phức tạp, ba má thì chia tay, má của ổng đi theo người đàn ông khác, theo ba cái người cha xa vợ chồng sau thì sau đó gì thì ông Hữu nào mới sống cùng với lại gì ba của ổng và bà ngoại ổng thì tuổi thơ là ông Hữu đa phần ông sống với bà ngoại ba của ổng thì sau một thời gian đi làm ăn xa có tiền thì lúc đó quay trở về lại dưới quê á, thì mới bắt đầu là đưa con trai của mình đi thuyền để mà đi tàu á gọi là đi đi qua bên nước ngoài để tìm kế sinh nhai thì cái này là quá khứ ngày xưa rồi nha nhiều năm về trước thì cái thời điểm là ba của ổng chia tay má ổng xong mà thì ba má ba ổng là đi một đường má ổng đi một nẻo má ổng lấy một người chồng khác và sống ở một cái tỉnh khác còn ba của ổng thì đi làm ăn xa có được vốn liếng quay trở về nhà và sau đó thì đưa con trai hai cha con đùm tấm đi tàu sang mỹ định cư thì nếu mọi nói tóm lại cái quá khứ như vậy cho quý vị dễ mường tượng thì sau đó vì khi mà hai cha con đặt chân đến Mỹ bây giờ một mình gà trống nuôi con mà gia tài thì ba có ông hủ giờ con nhiều chỉ có chờ chỉ có thằng con trai làm động lực và đứa con trai này thì cũng nương nhờ chỉ có duy nhất với người thân bên cạnh là ba thôi sống ở một cái đất nước phồn hoa như là cái nước Mỹ xa hoa này hai cha con qua chân chân ướt chân ráo vậy năm đó thì có ông hủ nào vừa tròn 10 tuổi thì sau khi mà hai cha con qua bên Mỹ thì ông hủ ông cũng được ba ổng cho ông đi học rồi ba ổng bắt đầu lao đầu vào những cái cuộc sống mà mưu sinh đi kiếm tiền để để mà trang trải cuộc sống hai cha con sống đùm túm với nhau thì thấm thoát là 8 năm sau thời điểm mà ông hữu vừa chớm vào cái lúc mà học đại học thì ba của ổng mới bắt đầu là bước thêm một bước nữa với một cái người vợ mỹ thì từ ngày mà ông hữu sống chung với lại cái người vợ mỹ đó đó cái người bà mẹ kế là người mỹ thì cái khi mà về á cái ba của ông hữu suốt cái bà vợ mỹ đó về thì cái lúc mà suốt cái bà vợ mỹ đó về á thì cái bà đó bả về sống chung với lại ba của ông hữu thì bà cũng có dắt díu về theo hai đứa con gái gọi là con riêng của bà với cái người chồng trước luôn thì bây giờ quý vị coi như là hai người là gấp gạo thổi cơm chung ba ông hữu thì có ông hữu còn cái bà vợ mỹ đó thì có hai đứa con gái là cũng là hai đứa con gái là sinh với lại cái người chồng mỹ của bà luôn thì coi như là bây giờ vậy gia đình tổng cộng là 5 người sống chung với nhau góp gạo thổi cơm chung mà quý vị thì ông hữu nào ông sống như vậy thì trong quá trình đó thì hai cái người con của cái bà mỹ đó đó là hai cái cô mà hai cái cô mà người mỹ anh đâu mà nói hình dung vậy quý vị cho dễ hình dung thì hai cái cô mà người mỹ đó đó thì thường hay nói chuyện với anh hữu này coi anh hữu này như là anh em trong nhà vậy đó à, nhưng mà anh hữu này thì ảnh lại không thích lắm cái môi trường sống mà nửa tây nửa ta À, tay không xa tay mà ta không xa tay như vậy anh không có thích thêm cái nữa đó là trong quá trình sống chung thì đa phần thì ba của anh hữu nghiêng cái tình cảm về cho hai cái đứa con gái con riêng của cái bà này hơn tại vì là xét về khía cạnh tuổi tác thì hai đứa này nó nhỏ tuổi hơn anh hữu mà nó lại là con gái nữa giới tính lại là nữ nữa thì thường là con gái thì sẽ được cái người cha phải không là người đàn ông sẽ che chở chắn à, gió chắn xương nhiều hơn nên thành ra từ ngày á mà ba của ông Hữu đi một bước nữa và rước cái bà vợ Mỹ với hai đứa con riêng người Mỹ này về Thì coi như là cái tình cảm của ba của ông Hữu á, dành cho cái gia đình riêng này của ổng á nhiều hơn dành cho cái đứa con trai, trai ruột này quý vị Ông Hữu năm đó là 18 tuổi, ba mình lập gia đình sống trong một cái gia đình mà mình cảm thấy mình lạc lối trong cái gia đình này quý vị, lạc lỏng trong cái gia đình này nên là ông Hữu ông quyết định là 19 tuổi Ông bước chân ra ngoài bắt đầu là thuê nhà ở riêng Thuê phòng trọ đó thuê thuê phòng ở ngoài ở riêng chung với một người bạn Thì lúc này ông Hữu mới cùng với là một cái thằng bạn của ông Hữu nữa Hai người ra ngoài thuê một cái căn giống như là apartment Tức là một cái chung cư nhỏ Hai người là xe phòng nhau rồi ở rồi xe tiền nhau luôn Xe tiền mọi thứ trong trong cái căn apartment đó luôn thì uh, chuyện gì á uh, hai thằng cũng tâm sự với nhau ngay cả cái hoàn cảnh gia đình của ông hữu nó éo leo ông hữu cũng kể cho thằng bạn thân này nghe và cái người bạn thân này của ông hữu cũng là cái người việt luôn quý vị nha thì cái người bạn thân của ông hữu này á anh này là anh tinh phục thì khi mà cái anh phục uh, cái ông phục này với lại ông hữu nè anh anh phục với anh hữu hai người bây giờ là bạn chung đúng không gọi là bạn chung uh, chung uh, phòng trọ đi bạn chung phòng thì giống như tình cảm vừa là bạn mà vừa giống như là anh em mà vừa là tình đồng hương nữa chuyện gì cũng tâm sự nhau ngay cả cái chuyện mà đang cua con nhỏ nào hay là đang gạ con nhỏ nào đều đều kể cho nhau nghe quý vị nha thì một thời gian thấm thoát trôi qua thì các ông hữu này ông cũng học xong nói chung là hai thằng đều học xong hết trơn cầm cái tấm bằng đại học trong tay thì hai người mỗi người sẽ qua một hướng khác nhau ông hữu thì ông có một cái niềm đam mê là mở một cái quán cà phê Tức là ông Hữu ổng rất là thích một cái quán cà phê, trà Đại khái là ổng thích làm kinh doanh về cái mảng mà food and beverage Cho nên là khi đó quý vị thì kiểu như là ổng muốn định hướng cái mục tiêu Ông Hữu nha, trong đầu của ổng là mục tiêu của ổng là ổng phải làm kinh doanh Ổng phải làm thuộc dạng như là tự lập kinh doanh riêng Ổng không có thích cả đời đi làm công Còn về cái ông Phục, bạn của ông Hữu thì cái ông này ổng lại có một cái hướng á là ông thích được làm giống như là diễn xuất ông rất là thích làm diễn viên làm giống như chung là diễn kịch diễn hài diễn gì cũng được đại khái ông thích là sân khấu đó thì sau đó vậy thì cái ông phục này nè ông mới ra ngoài ông có bắt đầu tham gia những cái khóa mà đào tạo chuyên sâu về cái mảng mà làm diễn uh, diễn viên diễn viên này kia đóng phim đóng uh, phim hài đóng những cái tiểu phẩm đồ á những cái phim mà uh, short phim ngắn đồ á thì ổng mới sao ổng tham gia những cái uh, chỗ mà trường mà đào tạo uh, chuyên sâu về cái mảng diễn xuất. Còn về cái ông Hữu này thì ổng sẽ qua cái hướng đó là ổng chập chững đi làm đúng cái nghề của ổng đó là cái nghề sửa chữa. Uh, giống như là dạng như là sửa chữa máy tính đâu đó, sửa chữa lắp đặt linh kiện các kiểu. Thì ổng mới chuyển qua cái nghề đó, ổng đi làm, làm đúng nghề. Nhưng mà trong đầu của ổng là ổng vạch ra mục tiêu là ổng sau này ổng phải làm chủ, ổng phải kinh doanh. Thì lúc đó quý vị giống như là ba của ông Hữu thấy con trai của mình nó có cái ý chí tiến thủ mà thêm cái nữa là thời gian qua con trai ra ngoài tự lập được cũng khá là lâu rồi. Bây giờ tốt nghiệp đại học rồi thì ba của ông Hữu không biết tặng gì cho con nên là cho con chút vốn liếng để bước chân vào đời. Lúc này quý vị ông Hữu ổng mới đi làm làm được khoảng tầm là 3 năm thì ổng dành dụm được kha khá tiền cộng với là cái số tiền của ba ổng cũng cho ổng để mà làm cái bước đệm kinh doanh đầu đời đó thì lúc này nè cái ông hủ ổng mới thấy vậy quý vị ổng mới lấy cái số tiền đó ổng trích ra một phần ổng tham gia chuyên sâu vào một cái lớp mà dạy làm bánh làm bánh cũng như là làm cà uh, phê dạy pha chế luôn tức là vừa pha chế vừa làm bánh luôn mục đích trong đầu của ổng là học xong á thì ổng sẽ ra ổng sẽ bắt đầu là tìm một cái mặt bằng nhỏ nhỏ rồi ông sẽ kinh doanh theo kiểu như là vừa bán cà phê vừa bán luôn là dạng như món ăn kèm Món ăn kèm tức là bánh ngọt thôi nha Tức là những cái mẫu bánh ngọt để ăn kèm với lại cà phê hay là nước uống Cho nên lúc này ông mới thấy vậy vị Ông quyết định ông học hai mảng luôn Vừa học làm bánh Vừa học luôn cả pha chế Sau đó gì thì một thời gian thấm thoát trôi qua Thì cái ông hữu này học xong được hai cái khóa đào tạo đó rồi Ngắn hạn rồi Ông mới bắt đầu là chưa sẵn sàng để mở ra quán liền ổng mới bắt đầu lấy cái số tiền cũng là có được luôn mới bắt đầu đi du lịch đi du lịch hoặc là đi khám phá nhiều nơi thưởng thức nhiều quán cà phê để ông rút ra kinh nghiệm và cái ổng coi ổng lên trên mạng ổng tìm hiểu nhiều những cái tiệm cái mô hình kinh doanh cái tiệm thiết kế làm sao quán cà phê nhỏ nhỏ nó như thế nào cần đầu tư những cái gì và sau đó thì ổng cũng tìm hiểu về cái cách đó là à, những cái quán cà phê nào mà nó đẹp phải không mà nó nhỏ nhỏ nó nó vừa với cái ý của ổng cái ý thích của ổng đang có ý định mở dụ một cái quán cà phê nhỏ bao nhiêu mét vuông vậy đó thì ổng sẽ lên trên mạng ổng sệt và ổng tìm ổng coi thử là những cái quán cà phê nào mà có tiếng ở, ở trên mạng á ở uh, trên mạng mà giống như là nó nhỏ nhỏ mô hình như của ổng đang ý định muốn mở thì ổng sẽ tìm tới cái quán cà phê đó ổng thưởng thức ổng uống thử quán cà phê đó ổng uống thử cái mùi vị à, những cái món nước ở đó nó như thế nào và cái trải nghiệm cái dịch vụ đó ở đó rằng là sao và chưa kể là ổng coi cách bố trí sắp xếp mô hình quán cà phê đó như thế nào thực tế luôn xong rồi sau đó thì ổng góp nhặt quý vị ổng góp nhặt trong những cái quán cà phê mà ổng đến ổng chọn lọc ra khoảng tầm năm sáu tiệm ổng đến đó và sau đó thì ổng cọ sát thực tế rồi ổng ghi chép lại trong sổ rồi cũng như là ổng tự vẽ phát họa lên sau đó ổng quay trở về lại cái tiểu bang của ổng thì lúc này ổng mới bắt đầu á là mạnh dạng tự tin và mở ra một cái quán cà phê cho riêng mình thì dĩ nhiên người ta nói mà cần cù thì nó bù thông minh mà bây giờ cộng thêm có cái tính kiên trì và kiên nhẫn nữa thì cuối cùng á những cái gì mà ổng đã cố gắng thời gian qua nó cũng đã được đền đáp xứng đáng sau đó gì thì cái ông Hữu này ổng mới thuê một cái mặt bằng nhỏ ổng mở ra một cái quầy kinh doanh cà phê à, tức là đồ ăn và nước uống tức là vừa cà phê à, trà các món nước cũng như là dạng như là nước ép các kiểu luôn rồi xong rồi song song bên cạnh đó là có bánh ngọt đi ăn kèm thì sau đó gì mọi thứ là đều ổng tự tay ổng làm hết nha ban đầu lấy công làm lời mà thì ổng chưa có thuê nhân viên gì nhiều mô hình quán cà phê cũng nhỏ à cho nên là ổng chỉ cần thuê tầm hai người phụ ổng là đủ thì bây giờ quý vị khi mà quán cà phê của ông hữu vừa mở ra ở bên mỹ này thời điểm đầu thì dĩ nhiên là thời điểm lúc đó đó nha thì ở cái khu vực mà ông hữu đang sống á thì cũng ít có quán cà phê nào cái mô hình là cà phê việt nam lắm quý vị đa phần là cà phê á nó phục vụ cho tụi tây nhiều hơn mà cái kiểu mà cà phê phục vụ tụi tây á, thì nó sẽ đậm chất theo kiểu người tây họ uống người tây họ uống cà phê họ khác với người ta người việt nam mình uống cà phê nha quý vị mỗi người có một cái cách sở thích thích uống cái hương vị cà phê và cũng như là cái công thức pha chế cà phê nó khác nhau cho nên lúc này quý vị ông hữu ổng đã thấy cái khu vực mà ổng đang sống nè cái mô hình cà phê việt nam nó ít lắm nó đếm trên đầu ngón tay á mà nó cũng chưa có quán nào mà nó làm hay ho đặc biệt cả mà cũng chưa có quán nào mà nó làm song song là giống như là vừa bánh ngọt mà vừa cà phê mà bánh ngọt của nó thì cũng chỉ có dăm ba loại thôi hai ba loại ba bốn loại gì có lệ thôi chứ nó cũng thuộc dạng nó lấy cái bánh ngọt là lấy từ một cái nguồn cung cấp khác nó đem về nó để đó nó chưng nó bán chứ nó không phải là tự ở cái quán nó chế biến rồi tự ở quán nó làm ra bánh ngọt luôn quý ông thì nó chưa có cái kiểu mô tiếp đó lúc đó ông hữu mới mạnh dạng gì ổng mới tự lấy công làm lời ổng là cái người làm ra những cái chiếc bánh ở trong quán của ổng luôn và ổng cũng là người á tạo ra những cái mê uh, những cái thực đơn trong cái món nước là mọi thứ ổng là cái người lên thực đơn của những cái món nước luôn menu luôn là một mình ổng vẽ ra thì bây giờ quý vị sau bao nhiêu công sức ổng đổ vào cái quán cà phê tâm quyết này thì dĩ nhiên em nấu gì rồi đền bù xứng đáng cho ổng quán cà phê ăn nên làm ra lúc này nè thì ông hữu nè ổng mới báo cho cái người bạn thân của ổng là anh phục ổng mới báo là bây giờ quán cà phê vậy vậy đó à, khai trương vậy vậy thì tới dự thì cái anh phục này nè mới tới dự thì cái ngày mà anh phục tới dự anh phục này mới dẫn theo một cái người một cái cô gái quý vị thì à, lúc đó cái ông hữu này ổng ngạc nhiên vì thấy cái cô gái này cũng khá là xinh mà còn trẻ lắm À, đón chừng thì chắc còn đang là à, đi học phải không thì ông ông hữu này ông mới hỏi cái ông phục bản thân của mình nè là ủa sao hôm nay mày dẫn ai vậy bạn gái hả thì cái anh phục này nè anh mới trả lời với ông hữu thời điểm đó thì hai thằng đều tầm ba chục tuổi hết trơn rồi thì lúc đó thì cũng không có xa lạ gì không có ngạc nhiên gì về cái chuyện thằng bạn có người yêu tuy nhiên á là thấy cái cô này còn trẻ quá mà đẹp nữa thì ở đâu thằng bạn mà nó đào đâu ra hay không thì ông cái ông hữu nào ông mới vừa vừa vừa, gẹo gẹo vừa vừa nói nói giờ dẫn dẫn cười cười bẩn cợt với bạn mình mới hỏi là ở đâu mày đào đâu ra con nhỏ người yêu đẹp vậy thì cái ông Phục ông mới trả lời Ông nói ui mày nói bậy bạ này không phải là bồ tao đâu Em họ của tao bên Việt Nam Nó qua bên đây Gia đình cho qua bên đây đi học nè Rồi qua bên đây rồi bây giờ giống như là Nghe mày bên đây khai trương Tao dẫn theo cho nó qua bên đây uống cà phê chơi Sẵn tiện lâu lâu rảnh lúc nào tao chở cho em họ Tao đi chơi cho nó biết ở đây biết đó Thì lúc này quý vị ông hữu Ông mới ngỡ ngàng là À thì ra không phải là người yêu Mà cũng không phải vợ Mà là chỉ là một đứa em họ thôi mà nếu như vậy thì lúc này ông Hữu ông mới nảy sinh cái ý định trong đầu Nếu như vậy thì ông sẽ có cơ hội dễ dàng tiếp cận hơn Bởi vì là ông đã thấy cái cô này nè dễ thương xinh Và ông cũng có ý định tiếp cận nhưng ban đầu ông tưởng là người yêu của thằng bạn thì ông cũng hơi e dè Nhưng bây giờ nghe như vậy rồi thì ông cảm thấy là cũng vững tin hơn quý vị Sau đó thì cái bữa gặp gỡ nhau định mệnh lần đầu tiên trong quán cà phê của ông Hữu ở bên Mỹ xong á thì ổng ông hữu nè ổng mới lợi tiếp cận cái cô này Ông mới hỏi là em tên gì thì cái phép lịch sử không mình hỏi người ta xưng hô tên gì mà anh anh á là tên hữu thì cái cô bé này cổ ở bên việt nam mới qua chân ướt chân ráo còn ngay ngay ngô ngô lắm thì cô này cổ mới nghĩ gì cổ trả lời đó thì cổ mới nói giảm dạ tinh mi thì lúc này quý vị cái ông hữu này ông mới biết cái tên của cô này ngắn gọn mà cái tên dễ nhớ trong đầu mà không những vậy cô này lại xinh dễ thương nữa Ông mới nói anh tinh hữu em tin mi thì bây giờ có duyên gặp ở đây em qua bên mỹ này được bao lâu rồi thì cô này cũng nói em cũng mới qua được ít tháng nay mới nhập học vô thôi thì ông mới hỏi vậy rồi bây giờ em ở đâu em ở chung với bên thần phục luôn hay gì thì cái cô mi này cũng mới nói là hiện tại em đang ở tạm thời em ở nhờ bên gia đình của anh phục tức là bên bên nhà ba má của anh phục luôn ở chung với nhau nhưng mà em nghĩ chắc là em cũng chỉ ở tạm thôi anh à tại vì ở như vậy thì nó cũng không có được thoải mái cho lắm Tại vì là cậu mợ của em bên đây cũng uh, hơi khó tánh anh nè à. Cho nên nhiều khi đi vô đi ra cậu mợ hay dòm ngó lắm Thành ra là ở đây thì cũng không thoải mái Mà bây giờ ở tạm thôi Chứ bây giờ mới qua thì em cũng chưa có nhiều mối quan hệ bạn bè thân tình Để mình yên tâm ra ngoài giờ rủ ở chung Thì sau đó quý vị cái mối quan hệ hai bên là gặp nhau lần đầu trong quán cà phê của ông Hữu Và sau đó thì cái anh Phục này thường xuyên chở cái người em họ là cô My này Tới ngay chỗ quán cà phê của người bạn thân là ông Hữu nè thường xuyên tới đây tán dốc bốc phét nói chuyện với nhau và lâu dần thì ông hữu và cái cô my này hai người phát sinh tình cảm với nhau à, là anh hữu với cái chị my này hai người yêu nhau quý vị yêu nhau từ là dạo đó luôn và trong cái quá trình đó thì lúc mà chị my thời điểm đó đi học thì phát sinh tình cảm với anh hữu xong thì hai người mới rủ nhau ra ngoài thuê phòng và ở riêng bởi vì anh hữu đã từng nghe chị my kể lần đầu tiên gặp nhau là chị my có nói là chịu đấm ăn xôi sống tạm trong cái nhà của cậu mợ thôi cho nên lúc đó vậy cái ông hữu này ổng mới từ ngày mà ngỏ cái lời yêu chị my đồng ý thì hai người bắt đầu rủ nhau là thôi nếu vậy em qua bên anh em ở chung với anh đi ở cùng với anh đi rồi em cứ nói với mọi người rằng á là em ở chung với bạn ở ghép với bạn nhưng mà thực tế là ở với anh thì cô my này cố đang say tình mẫu gì cố nghe như vậy thì cô đồng ý thôi với lại là ở bên người yêu thì ai mà không muốn đúng không thì cô này cô mới về cô gom ghém hành lý dọn qua bên chỗ nhà của anh Hữu nè. Hai người á là bắt đầu là sống chung với nhau như vợ chồng nhưng mà lúc đó là chưa có cưới hỏi gì cả. Thì cái mối quan hệ vừa yêu, vừa sống thử với nhau như vậy kéo dài cho đến khi mà cái cô Mi này cô tốt nghiệp, cô học xong. Thì cũng là lúc mà ông Hữu này danh chính ngôn thuận á là xin hỏi cưới cô Mi này và cho cô Mi này được phép ở lại sống cùng ở sống ở Mỹ cùng với ổng luôn, làm vợ làm chồng. Thì bây giờ quý cô My này qua đó Mình cũng không biết là cái kế hoạch cô này có phải thật sự là chỉ vì học không Hay là cổ qua để cổ săn tình Thì cái chuyện này từ từ rồi hạ hồi phân giải Quý vị mình sẽ thấy mở ra cái bức rèm Quý vị mình sẽ hiểu được câu chuyện bên trong Thì sau đó vậy là cái anh Hữu nè Với lại cái chị My này hai người mới ở nhau Sống thử nhau một thời gian mấy năm trời Cho đến khi mà chị My này tốt nghiệp đại học Thì hai người cưới nhau và làm vợ làm chồng Lúc đó thì ba của ông Hữu á à, lúc đó là ba của ông Hữu mới thấy vậy À, con trai mình á một mình nó tự lập một mình nó ăn nên làm xa ổng cũng thấy vậy cho nên cái ngày mà hai đứa đám cưới á, thì ba của ông hữu á, cũng thấy là thôi bây giờ á mình bù đắp cho con trai của mình mình cho hai vợ chồng nó một cái nhà thì ba của ông hữu với cái bà vợ mỹ không mới thấy vậy là tặng cho à, tặng cho thằng con trai nè là một căn nhà là tặng cho ông hữu nè vợ chồng ông hữu bà my này một căn nhà lúc đó cái gì thì ông hữu bà my mới dọn vào căn nhà đó sống từ đó thì thoát ra khỏi cái kiếp sơ kiếp sống mà thuê nhà thuê tới thuê lui Tưởng đâu là cái cuộc sống hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau như vậy thì thôi Rồi sanh con đẻ cái tạo dựng một cái gia đình hạnh phúc đúng không Nhưng mà không quý vị Sau đó thì cái cô mi này khi mà về bước chân từ ngày danh chính ngôn thuận về làm vợ Thì bây giờ sống chung trong nhà nhà của chồng Bây giờ hai vợ chồng sống nhau vậy thì cái cô mi này cũng mới nảy sinh của nói với lại cái người chồng là như vậy Bây giờ anh ơi em á em muốn đi làm đúng nghề của em Thì cô này cũng mới nói là cô không muốn ra ngoài quán cà phê phụ chồng cổ nói là thay vì á quán cà phê anh vẫn cứ làm đi em á thì em chỉ muốn là học xong rồi em muốn đi làm đúng cái ngành nghề của em thì cô này cổ đòi bằng đặng bằng được là cổ đòi đi xin làm đúng nghề của cổ đặng để không lãng phí cái quá trình cổ học đại học xong quý vị không gia đình đổ tiền đổ bạc cho cổ đi du học qua bên đây rồi bây giờ đều tự nhiên đi ra trường rồi đi về phủ quán cà phê của chồng hay sao rồi đi làm khác ngành như vậy thì nó lãng phí cái thời gian quá trình mình học ở trên trường lớp quá quý vị không cổ mới khăn khăn nói với ông hữu là bây giờ anh cho em là thời gian trong vòng là một hai năm gì đó để em thử thách đi cho em xin đi làm công việc mà theo đúng ngành đúng nghề mà em đã học đi để giống như là đền bù cái công sức mà cha mẹ ở bên việt nam gửi tiền qua nuôi em ăn học mấy năm trời bên đây rồi sau đó thì em cũng sau này em cũng có cái cớ thí dụ như sau này em không có đi làm đúng ngành em về em phụ cho anh thôi thì ba má cũng không có lý do gì không có cái cớ gì để mà trách móc hay là buồn giận em phải không thì cái ông hữu này ông mới nghe vậy quý vị ông cũng đồng ý luôn tại vì cái chuyện mà đối với ổng là vợ có phụ hay là vợ không phụ đối ổng nó cũng là chuyện bình thường tại vì hồi nào giờ chưa có vợ thì ổng một mình cũng gì với lại mấy cái người nhân viên ổng cũng quản lý được cái quán cà phê này chứ có gì đâu đúng không thì sau đó quý vị tưởng đâu cái câu chuyện nó tới đó đúng không nhưng mà chưa bắt đầu quý vị hai vợ chồng bây giờ tính tới cái đường con cái bây giờ tiền thì không thiếu nhưng mà bây giờ con thì đang thiếu con thì chưa có thì ông hữu này quý vị à, cái cô mi này cổ lại rất là thích con nít cổ mới nói với ông hữu là bây giờ à, giống như hai đứa mình á, trong thời gian này nè anh cho em sinh 2 năm 2 à, năm anh cho em cơ hội để em đi trải nghiệm thực tế em đi làm đúng ngành đúng nghề của em và cũng như là trong hai năm đó anh cho em được phép là không có con cho em được kế hoạch tại vì là em đang thực hiện cái công việc của chính mình ước mơ của mình thì à, giống như em không có muốn có con trong thời điểm 2 năm này nó sẽ giống như là một cái hòn đá ngán chân vậy đó cho nên anh cho em được hai năm sống tự do, sống theo như cái mong muốn của em được đi làm đúng ngành đúng nghề, được uh, trải nghiệm những cái mà em đang mong muốn, không? thì anh cho em được cái thời gian 2 năm để sống tự do vui tươi vậy, rồi xong rồi sau đó thì em quyết định là sẽ có con với anh. thì uh, lúc đó vậy cái ông này, ông hữu này ông mới trả lời với cái chị My vậy, ông mới nói là anh thì thời điểm bây giờ tuổi tác của anh nó cũng cùng cũng chưa gọi là già, thời gian mà đưa cho em 2 năm để chờ em lúc đó mình có con thì đối với anh cũng chẳng sao. Cho nên là em cứ đừng có áp lực quá về cái chuyện đó. Với lại một phần á anh cũng không có đòi hỏi có con đâu, anh cũng chưa có ý định có con đâu. Thì cái ông Hữu mới nói vậy quý vị thì cái cô Mi này cũng mới thấy mừng. Tại vì thời điểm đó nghe ông này nói vậy thì cũng mừng tại vì thời điểm đó cũng chưa muốn có con. Thì sau đó thời gian cứ thế trôi qua 2 năm sau quý vị. Thì lúc này quý vị cái chị My này chỉ mới bắt đầu á quyết định là giống như là vẫn tiếp tục là đi làm cái công ty chị mới nói rằng á bây giờ á đợi chừng nào em lớn tuổi đi em quay về em làm quán cà phê kinh doanh với anh tại vì bây giờ á em đi làm công ty thì sau này em có nghỉ hưu này các kiểu em được tiền hưu rồi em được mọi thứ chính sách đãi ngộ của công ty em được những cái chế độ phúc lợi của nhà nước còn bây giờ của chính phủ còn bây giờ mà thí dụ như em đi làm kiểu như là tự kinh doanh như anh thì nó sẽ không có được bằng thấy không thì lúc đó vậy cái cô mi này cũng mới nói là thôi em thời gian qua em cọ sát 2 năm và em thấy em rất là phù hợp với cái chỗ công ty em đang làm. Anh cho em được phép em làm tiếp đi tới khi nào mà em cảm thấy là à, chán chơi mê mỏi công việc này rồi thì em sẽ rút lui và về là phụ co cái 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 quán của anh. Ông Hữu cũng chịu luôn quý vị nhưng mà trong lòng của ổng thì không mấy vui tại ổng thấy vợ ổng lật lọng nữa rồi thấy không vợ ổng lại thay đổi nữa rồi hôm bữa là sinh 2 năm bây giờ thì lại sinh là tới khi nào mà chán chê mê mỏi thì biết tới khi nào đúng không nó không có một cái mốc thời gian cố định trong lòng của ông hữu không mấy vui nhưng mà bên ngoài thì cũng không muốn áp lực thôi kệ đi vợ muốn như vậy ông cũng chấp nhận và rồi sau đó gì thì hai vợ chồng bắt đầu sinh hoạt vợ chồng cái đêm ngày hôm đó thì cái cô mi này cổ mới nó uh, thấy là tại sao mà hôm nay tự nhiên hai vợ chồng sinh hoạt á ông hữu ông vẫn sử dụng phương pháp phòng hộ của đàn ông tức là sử dụng ba con sâu thì cô này có mới ngạc nhiên cô mới nói sao hồi trước anh nói với em là hai đứa mình thống nhất nhau là hai năm thôi thì lúc đó mình sẽ có con mà bây giờ bộ anh không muốn có con với em nữa hay gì mà sao anh lại sử dụng biện pháp bảo vệ tiếp thì ông hữu mới trả lời ông nói là bây giờ do là em nói hồi đầu là em nói 2 năm để em tập trung cho sự nghiệp em đi theo cái con đường mục tiêu của em rồi sau đó hết 2 năm thì em mới quay về em làm cho anh rồi cũng như lúc đó thì mình sẽ có con mà bây giờ thì nó đã thay đổi cái câu chuyện nó đã thay đổi rồi em à bây giờ em đã nói là em sẽ làm công ty đó luôn em đâu có quay về phụ tiệm với anh đâu thì nếu như vậy bây giờ ở trong thời gian đó em mà có bầu trời anh không biết là cái mối tình của chúng ta sẽ kéo dài tiếp diễn được bao lâu Tại vì là em là một nơi Còn anh là một nơi Vợ chồng nói chung là thường xuyên là Không có cái sự tương tác qua lại với nhau chia sẻ Thì như vậy em có người nào đó hợp với em Hay là em thích Sau này lỡ biết đâu mà trong quá trình em gắn bó lâu dài với công ty đó nữa Rồi lỡ phát sinh tình cảm với một mối quan hệ nào đó Đồng nghiệp của em ở trong công ty đi Thì làm sao anh kiểm soát được cái điều đó Cho nên là tốt nhất thì bây giờ anh sẽ à, chưa có muốn có con với em liền đâu mình cứ ở với nhau như vậy đi dù sao tuổi đời của anh cũng còn trẻ em cũng còn quá trẻ tại vì cô này lúc này cũng còn quá trẻ cô ra trường cũng mới đi làm đây mà quý vị thì cô này cũng mới hai mấy tuổi thôi còn quá trẻ anh cũng vậy anh cũng mới có ba mấy tuổi thôi thì anh sẽ chờ anh sẽ chờ em 5 năm 10 năm, năm cũng chẳng sao hết trơn á đàn ông bốn mấy tuổi cũng năm tuổi là cũng trò chuyện bình thường có con cũng bình thường thì cái cô mi này lúc này là cổ cũng khó chịu nha quý vị nha Tại vì giống như á cái kiểu giống như là cảm giác như là chồng mình đang gài mình vô cái tình thế khó xử quý vị không? Cái miệng á, cái miệng của ổng thì ổng mở ra là ổng nói á là cho em đi làm công ty á, em muốn làm gì tùy em. Nhưng mà trong lòng của ổng á thì ổng lại mở miệng ra lần hai thì ổng lại nói là bây giờ nếu em đi làm công ty vậy hoài thì tôi không có con với em. Thì chẳng khác gì là đang gài cho cái cô Mi này vô cái thế khó quý vị không? Thì đêm đó cô Mi này cũng mới gác tay lên trán suy nghĩ, cũng mới thấy là dù sao xét về cái khía cạnh ân tình thì á, cổ đi qua bên đây mặc dù mang tiếng là đi là du học sinh qua Mỹ học nhưng mà cũng một phần là nhờ cái ông hữu này yêu cổ trong thời điểm mà cổ khó khăn ông này á, là cái người á, là đùm tấm lo cho cổ hai người ra ngoài có khoảng thời gian sống thử ở chung với nhau như vợ chồng rất là hạnh phúc thêm cái nữa là trong lúc mà cổ ra trường thì ông hữu cũng tạo điều kiện cho cổ được thử thách 2 năm qua đi làm. Rồi ông này cũng chiều cổ hết nấc như vậy cho nên là lúc này quý vị cô Mi cũng mới thấy là thôi mình cũng nên hạ xuống một chút phải không? Mình cũng phải nên nhượng bộ chồng mình một chút. Thì qua hôm sau hai vợ chồng có cái cuộc nói chuyện uh, gọi là rõ ràng với nhau cho nó clear cái mối quan hệ này. Thì lúc này quý vị cái cô Mi này cũng mới nói là bây giờ á là hai vợ chồng mình á anh đừng có sử dụng ba con sâu nữa, em không có cảm xúc." Thì cô Mi cũng nói vậy nha bây giờ em sẽ sử dụng thuốc hàng ngày cho rồi thí dụ như khi nào mà muốn có con thì mình ngưng thì ông này ông cũng đồng ý vì ông hữu ông cũng chịu luôn tuy nhiên thì ông mới nói khẳng định một câu với lại cô mi là em nói là em uống thuốc hàng ngày em phải nhớ uống đều à, mỗi ngày anh sẽ đều nhắc em thấy không thì ông này ông mới thấy vậy ông lấy cái điện thoại á quý vị ngày nào á mà từ đó trở về sau thì ngày nào mà vợ ổng là cái bà mi này nè uống thuốc á là thường là sẽ uống thuốc hàng ngày là sẽ uống đều thí dụ như là 6 giờ chiều hôm nay uống thì 6 giờ chiều ngày mai cũng phải uống 6 giờ chiều ngày tới cũng uống có nghĩa là phải uống đúng cái khung giờ mà mình đã định thôi nó không được trịch tại vì chỉ cần nó trịch càng trễ bao nhiêu á thì cái hiệu quả thuốc nó sẽ bị ảnh hưởng càng cao quý vị không là là uống lộn xộn như vậy là nó cũng sẽ không có hiệu quả và cũng dễ dính bầu nữa. Cho nên có nhiều trường hợp uống thuốc ngừa thai không đúng như vậy đó là coi như là giống như hôm nay uống mà ngày mai quên uống, ngày mốt uống, hoặc là ví dụ hôm nay uống 6 giờ mà ngày mai uống 8 giờ, mốt uống 9 giờ là nó cũng bị dở cái hoạch, cho nên có nhiều trường hợp á mang tiếng là uống thuốc hàng ngày nhưng cuối cùng cũng vẫn dở kế hoạch có con là như vậy quý vị nha. Thì lúc này quý vị cái ông hữu này ông mới kỹ lắm, Ông ngồi ông xét cái nhắc nhở báo thức không? là cứ đúng mấy giờ thí dụ 6 giờ chiều hôm nay nó ren lên nó ghi lên là nhắc vợ uống thuốc thí dụ vậy đi là ổng ghi như vậy và ổng ghi là cứ ổng cài cái chế độ là hàng ngày luôn tức là nó nó nhắc ổng hàng ngày luôn là cứ 6 giờ chiều mỗi ngày là nhắc vợ uống thuốc vậy đâu quý vị thì uh, lúc đó là ông hữu này ổng nghĩ rằng là ổng bám sát theo cái việc mà vợ mình uống thuốc rồi ổng mới thấy là liên tục như vậy khoảng tầm mấy tháng như vậy thì ổng thấy là vợ đều rụng dâu rất là đều cho nên cái chuyện là không có con ổng thấy cũng rất là yên tâm và lúc này ổng nghĩ rằng là mấy tháng ổng kèm vợ ổng như vậy thì chắc là vợ ông cũng sẽ tạo thành một cái thói quen uống thuốc rồi và sẽ không bao giờ mà bị trễ thuốc hay là bị quên nhớ nữa quý vị không tại vì nó thuộc dạng như là cái bản năng rồi uống thuốc mỗi ngày vào cái giờ đó riết rồi thành quen rồi gọi là cái não mà nó tập thành cái thói quen rồi cho nên cứ đúng giờ như vậy là cái não mà nó tự nhắc mình quý vị không là không cần phải sử dụng lệ thuộc vào cái báo thức hay nhắc nhở trên điện thoại nữa thì cái ông hữu này lúc này ông mới tắt đi ông không sử dụng cái nhắc nhở đó nữa ông ngưng ông chỉ kèm theo vợ ba bốn tháng đầu thôi và sau đó thì ông tắt báo thức ông không nhắc nữa thì ai ngờ đâu quý vị chính vì cái việc mà không nhắc nữa này nó đã xảy đến cái tình trạng là bà mi bà có bầu thì lúc này quý vị ông hữu này ông mới sản hoàng đi tại sao mà 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 lại có bầu trong khi em uống thuốc đầy đủ thì bà mi này bà mới nói là à, em cũng nhớ em muốn thuốc mà ta em cũng nhớ muốn thuốc mà ta bà này bà cứ nói như vậy nhưng mà bây giờ làm sao cách nào để mà mình nói rằng vợ mình lừa mình đúng không Mặc dù trong tâm ông Hữu lúc đó ông cũng nghĩ là bà My gài ổng Bà My để cho có bầu quý vị không Trong khi ổng chưa có muốn chẳng hạn vậy đó Thì ổng đang nghĩ trong bụng là như vậy Nhưng bây giờ ổng không có bằng chứng để ổng nói vợ ổng quý vị không Ổng không có bằng chứng Tại vì bây giờ vợ ổng nói là em đã nhớ em muốn mà, em đã nhớ muốn mà thì bây giờ ổng lấy bằng chứng gì ổng nói vợ ổng đây, với lại ổng đã tắt cái alarm mà mỗi ngày ổng không có bà còn nhắc nhở báo thức vợ ổng về cái chuyện uống thuốc nữa Nên ổng không có kèm nữa, ổng nghĩ trong đầu là bà thành thói quen rồi Mà bây giờ nếu như vậy thì ổng đâu có thể nào ổng trách bà được Quý vị ông cũng một phần là lỗi ông do ổng do ổng ý y quá, ổng tắt cũng không có báo bà nhắc nhở bà nữa Cái thế là lúc này quý vị Khi mà trong bụng của ông Hữu hoàn toàn không có thích cái chuyện mà vợ mình có con Vợ mình như vậy là bà chơi chiêu hàng gài, ổng không có thích quý vị không? nhưng mà bây giờ có con thì ổng cũng phải chấp nhận giữ lại tại vì cái chuyện mà con nó đến với mình cũng là duyên nếu như bây giờ mình bỏ như vậy là thất đức quý vị nên ổng mới quyết định là vẫn để cho bà my sanh con tuy nhiên lúc này bà my lại nói với ông hữu như vậy bây giờ nếu như vậy thì anh đừng có ép em là phải về phụ quán cà phê anh đâu nha bây giờ em mà có sanh con xong rồi thì sau khi mà em nghỉ thai sản xong em cũng vẫn phải đi quay về công ty này em làm tại vì em đã nói với anh rồi em muốn làm ở công ty này đến khi nào mà em cảm thấy chán chơi mê mỏi thì thôi mà bây giờ em đang làm ở đó và em thấy công việc này nó rất là vui mà nó hợp với em cho nên là dù em có sanh con rồi thì em cũng quay quay trở về em làm công ty chứ em không làm cho quán cà phê anh đâu thì cái ông hủ này ổng mới bật nữa quý vị ổng lại bật nữa đúng không Bây giờ vợ ổng cái gì cũng muốn được đằng chân thì lên đằng đầu Bây giờ vừa muốn có con Mà bây giờ vừa muốn là phải đi làm công ty mà bà thích Trong khi bà không về phụ cho ổng Thì ổng sợ cái chuyện á mà Vợ cứ đi ra bên công ty đó làm Rồi giao thiệp những cái đứa bên đó Rồi mốt vợ mình á là ngoại tình rồi sao Ổng sợ vậy Thà rằng là vợ chồng bây giờ vợ về phụ tiệm cho chồng Rồi ngày nào cũng kè 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 kè, kè, kè gặp nhau sáng chiều trưa chiều tối Thì quả mai á cái xác suất mà vợ ngoại tình nó, nó ít hơn Nói không cái nguy hiểm nó nó, nó đỡ hơn thì bây giờ ông này ông mới bực á Ông bực bà My vợ ông lắm Thì từ ngày mà vợ mang bầu xong cái gì Tình cảm vợ chồng thì nói chung là Bên ngoài thì thấy là là ấm áp lắm Nhưng mà bên trong thì lòng dạ nó nguội lạnh này Thì một thời gian thấm thoát trôi qua Thì tới ngày mà bà My này bà, bà sanh Thì bà mới sanh ra được một thằng con trai bà, Và bà đặt tên cái thằng con trai á Là Tinh Ngọc thì cái thằng con trai này nó tên ngọc quý vị và khi mà cái thằng con trai này nè nó sanh ra thì cái gương mặt của nó nó giống y chang như ba của nó là ông hủ luôn giống như nó khiến không nó khiến cho ông hủ này uh, phải thương cái thằng con trai này quý vị mặc dù là thằng con trai mà ông không mong muốn này đẻ ra trong cái lúc mà ông chưa có muốn này nhưng mà bù lại ông trời ông xây chuyển làm sao á thì cái thằng ngọc này nè cái mặt nó giống y chang ông hủ để cho khiến cho ông hữu phải thương quý vị không mà thêm cái nữa là hồi lúc mà thằng ngọc này nó còn nhỏ nè nó vừa lọt lòng tầm là ví dụ như uh, tầm 9 tháng 10 tháng lúc mà nó vừa nhận biết thôi không chập chững nhận biết thôi là nó cũng đã rất là thương ba của nó lúc nào nó cũng gì nó thấy ba nó nó rất là vui nó cười thấy không lúc đó nó chưa có biết nói nhưng mỗi lần nó thấy ba nó là nó vui nó cười hớn hở hớn hở gì không mà ba nó vỗ tay á kêu đưa qua ba ẩm á là nó nhảy qua nó đòi ba nó ẩm liền mà trong khi đó thì ông hữu á ổng là đàn ông ổng cũng ít khi nào á ổng gần gũi con như là cái người mẹ như là bà mi nhưng mà không hiểu làm sao mà nó xui khiến như thế nào nó khiến xui là cái thằng con trai này là từ lúc mà nó vừa biết chập chững nhận thức là nó đã quý ba nó hơn má nó 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 kháng khích với bà nó hơn cho nên là ông trời ông xây chỉ như vậy nên là ông hữu ban đầu không thích đứa con trai này nhưng bây giờ cuối cùng ông lại rất thương quý vị không thì từ ngày mà ông hữu ông thương cái thằng con trai này nhiều như vậy á thì bà mi này giống như là dạng như là ỷ giống như bây giờ là con trai mình sanh ra chồng mình thương cho nên là bà My này cũng hay giống như là Nói chuyện kiểu như xỉa xói chồng lắm Chẳng hạn như là bà hay nói cái kiểu như là Đó thấy chưa à, Bây giờ thì ông á, mở miệng ra Một tiếng là thương con trai Hai tiếng là thương con trai Ba tiếng là cục vàng Mà bốn tiếng là cục ngọc phải không Hồi xưa lúc tôi mang bầu á, ông á, cũng đai nghiến tôi dữ lắm, ông cũng nói này nói kia tôi dữ lắm. Ông nói tôi gài ông, ông nói tôi là hàng gài ông để cho ông để cho tôi phải có bầu, tôi đẻ chữa trong cái lúc mà ông chưa muốn. À, ông bây giờ đó ông thấy chưa? Ông thấy bây giờ, giờ ông thương chưa? thì bà này bà hay đàn bà mà quý vị em nói gì đàn bà phụ nữ ngay cả nêu mồi nêu mồi cô không nói nêu mồi giỏi gì nói chung á cái phụ nữ sinh ra cái bản năng là cái tánh hơi cầm ràm chỉ có điều là cầm ràm ít hay cầm ràm nhiều thôi chứ người phụ nữ nào cũng hay nói tới nó lui nói thẳng là vậy ít có người phụ nữ nào mà cái tâm tánh đàn ông mà nói một câu là gãy gọn một câu phải không thì à, coi như là cái bà này cũng vậy quý vị bà mi nè cũng vậy bà cứ hay càm ràm nhắc về chuyện cũ năm xưa tại vì bà rất là tuổi thân hồi thời điểm ba mang bầu cái thằng ngọc này nè thì ông hữu này nè rất là thường xuyên giống như là không có những cái sự mà chăm sóc vợ như bao nhiêu người đàn ông mà mà có con lần đầu những cái người mà lần đầu tiên làm cha làm mẹ đó người ta sẽ cảm thấy rất là happy hạnh phúc chẳng hạn thì nếu như người ta hạnh phúc thì người ta sẽ gì thương vợ thương con và người ta cưng vợ cưng con ngay lúc mà vợ người ta mang bầu đúng không mà ông hữu thì lại khác tại vì đối với ổng trong đầu ổng nghĩ là vợ ổng gài ổng là chơi hàng gài ổng cho nên mới có bầu thành ra là lúc đó gì ổng lạnh lùng với lại bà mi lắm mặc dù là vợ mang bầu vợ cũng khó chịu khiếu dọ, khiếu trọ trong lòng rồi nhiều khi thèm cái này thèm cái kia nhưng mà ổng cũng ít khi nào để tâm tới những cái chuyện mà sở thích của vợ khi mang bầu lắm rồi ổng cũng không bao giờ mà lợi giống như là có những cử chỉ âu yếm hay là hung lên bụng vợ hay là vuốt ve vợ hay là động viên vợ hay là hỏi vợ hôm nay mệt hôn hôm nay em khỏe không nói chung là ổng hời hợt về mấy cái chuyện đó lắm thành ra trong thời điểm bà mi mang thai nó là một cái sự mà gọi là tủi hờn của gì Vừa tuổi thân mà vừa hờn giận chồng nữa bả buồn lắm Thành ra nó cũng là một cái gọi gì đó Một cái là tì vết trong lòng bà với không? Vết thương lòng bả. Thành thử bây giờ là khi mà thằng con trai lọt lòng ra Ông này ông cưng quá nè Tối ngày ông cứ dành ông ôm ông ôm ông ôm 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 à, một tiếng cũng con trai mà hai tiếng cũng con trai thì bà này giống như bà ghét quá bà mới nói lại không bà bơi xới bà nói lại hồi xưa tôi mang bầu ông dạy dạy với tôi thì cái ông hủ này ổng dù sao cũng là đàn ông quý vị ông sĩ diện em nói gì rồi giọng thứ nó ngộ vậy ông sĩ diện thì bây giờ thí dụ vợ á, nói như vậy mà vợ lâu lâu vợ nói một lần mà vợ nói mà vợ nói trước mặt giữa hai vợ chồng thôi, tức là cái lúc mà chỉ có hai vợ chồng thôi vợ nói không sao đúng không? Đằng này đôi khi thỉnh thoảng á, có những cái người ngoài luôn, bạn của ổng thì hoặc là thí dụ như là ngay cả cái anh phục của ông là anh họ của bà bà cũng đi kể cái chuyện hồi xưa đó anh biết không em ăn bầu á thằng chả đối xử với em vậy vậy có nghĩa là bà này bà đi ra ngoài bà kêu ca bà kể xấu ổng nữa quý ông không cho nên là ông này ổng khó chịu về vợ ông bà mi lắm thì à, bây giờ thằng con trai càng ngày càng lớn lên quý vị Bà My này bà gặp con trai bà cũng kể y như vậy Bà cũng nói với con trai từ lúc mà con trai nó 8 tuổi là bà đã kể cái câu chuyện hồi xưa mày biết không Hồi xưa đó hả, Còn cha mày đó xử vậy 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 Bà cũng kể cho thằng con trai nghe Em nói quý vị rồi Bởi vậy cho nên em nói quý vị nhiều khi á Mình cái sự mà mình phải biết chuyện gì nên kể chuyện gì không Những cái chuyện đó mình kể cho con mình nghe là để làm chi vậy Không có nên quý vị không Mình kể cho con mình nghe khi mà nó chưa có đủ nhận thức không nó mới có 8 tuổi nó chưa có hiểu được cái chuyện gì hết trơn á thì lúc đó nó chỉ nghĩ nôm na là tại sao mà lúc đó mẹ mình có mình mà sao ba mình không vui không nó chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi thì dĩ nhiên là cái thằng con trai nó sẽ dễ gì nó sẽ nó sẽ dễ hiểu sai vấn đề hoặc là có thể là nó sẽ bên giật mẹ nó vô điều kiện rồi sau đó là tình cảm gia đình nó sức mẻ với nhau làm vậy làm chi vậy đúng không quý vị thì thôi bây giờ gia đình nó đang hòa hợp thì chuyện cũ nó qua rồi mình để qua một bên đi không bây giờ mình khơi khơi lại hoạn chi gọn hồi gia đình nó xào xáo lên rồi gia đình rạn nứt tình cảm rồi sao rồi tự nhiên cha con sức mẻ tình cảm rồi gì vợ chồng cũng sức mẻ tình cảm làm chi vậy đúng không nhưng mà cái người phụ nữ không phải ai cũng chín chắn cũng ai cũng phải lý trí suy nghĩ được vậy quý vị ơi cho nên là cái bà mi này cũng vậy bà về bà, bà con mới 8 tuổi thôi thằng ngọc mới 8 tuổi bà ngồi bà bơi xới hồi xưa thằng cha mày vậy với, với, mày nè hồi xưa thằng cha mày với vậy vậy với mẹ má nè đó bà cứ ngồi bà kể kể vậy phải không thì bây giờ ông hủ này ông rất là ba gai thấy không ông ba gai ba góc với bà lắm rồi tại vì à, cái chuyện mà giữa hai vợ chồng bà đi ra ngoài bà kể với người này người kia ổng chưa đâu ổng đã ổng đã nói nổ quạo với bà mà bây giờ con trai chưa hiểu chuyện bà cũng đã cấy vào đầu con những cái điều như vậy thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn lớn chuyện lên thì lúc đó ổng mới nói là dứt khoát ổng không có ngủ chung với bà bây giờ ngủ chung ổng ổng nằm kế bên ổng say qua ổng nhìn mặt bả là ổng không ưa cho nên là hai vợ chồng từ lúc đó luôn quý gì xảy ra mâu thuẫn khi mà cái năm thằng Ngọc con trai của ông Hữu á 8 tuổi là hai vợ chồng giống như ly thân vậy đó là ngủ riêng không có ngủ chung rồi vợ chồng là cũng coi như là nói chuyện gãy gọn lắm nói chuyện chắc đếm trên đầu ngón tay á thì uh, sau đó thì thời gian nó trôi qua thì cái ngọc này quý vị bắt đầu tới đợi, đi học đàng, ăn học đàng hoàng rồi ra trường đi làm đồ thì cái anh ngọc này ảnh cũng có được một cô người yêu ảnh mới có một cái người bạn gái quý vị thì cái người bạn gái của anh ngọc á là cũng là cái người vợ của anh ngọc sau này luôn thì cái cô này cũng tên là dung thì khi mà cái anh ngọc này ảnh cặp với cái cô bồ tên dung này nè thì ảnh cũng dẫn cái cô dung này về nhà cho gia đình ra mắt gia đình thì cái cô dung này quý vị cổ không có ăn học tử tế giống như là anh ngọc đâu cổ á là một cái người mà đi theo gia đình qua bên mỹ là mới sau này là định định cư theo diện mà đoàn tụ gia đình thôi cổ qua bên đây thì cổ xin đi làm neo và trong cái quá trong cái lúc mà quen nhau thì giữa anh ngọc với cái cô này quen nhau là quen qua một cái ứng dụng mà dạng một cái ứng dụng hẹn hò nhưng mà dạng như là mình lắc 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 á thì nó sẽ giống như là trên cái ứng dụng đó là mình chỉ cần mình lắc lắc á lắc, thì nó sẽ quét những cái người nào mà là nằm trong cái phạm vi bán kính gần khu vực mình sống á kiểu dạng vậy đó quý vị thì họ sẽ liệt kê ra danh sách những cái người mà trong phạm vi mà gần bán kính mình sống rồi những người đó có nhu cầu tìm kết bạn tâm giao nói chuyện này kia thì cái cô này quý vị cái cô dung này cũng mới lên cái ứng dụng đó cũng quét quét như vậy đó thì cũng mới quét ra được cái anh ngọc anh Ngọc thì cũng vậy, ảnh cũng tò mò về mấy cái ứng dụng đó cũng lên trên đó quét quét để tìm bạn tình. Ý của ảnh là anh định quen mà kiểu như quen ăn bánh trả tiền nhưng mà ai ngờ đã quen vô cô Dung này rồi thì bắt đầu sao tiện yêu cổ luôn tại cô Dung này rất là đẹp mà cổ lại thuộc dạng như là biết ăn biết cách ăn mặc chân diện lắm mà cái gương mặt của cổ đẹp theo kiểu đẹp sữa chứ không phải đẹp tự nhiên quý vị nha. Có nghĩa là cổ có sửa mũi nè, cắt mắt nè, rồi bơm môi nè, nói chung là mặt của cổ có làm. Thì cái anh Ngọc này quý vị giống như là Anh si mê cái vẻ đẹp của cái cô Dung này mặc dù giả tạo kệ, vẻ giả, giả đẹp nhân tạo còn hơn là cái cái xấu tự nhiên không. Thì sau đó thì ảnh mới đến với cái cô Dung này ban đầu là yêu, ban đầu chỉ là yêu để tìm hiểu nhưng mà sau đó thì cảm thấy là yêu nhiều cho nên là ảnh quyết định cưới luôn. Thì từ ngày mà cái anh Ngọc này ảnh cưới cái cô Dung này về thì gia gia tài có một mình anh Ngọc là con trai thôi cho nên anh Ngọc này á ảnh mới cưới người vợ là chị Dung về và sống chung trong nhà bốn người với nhau luôn. Thì trong quá trình mà sống chung với nhau như vậy Thì bà mẹ nè Bà mẹ chồng là mẹ của anh Ngọc nè Không có ưng cái cô Dung này cho lắm Không ưng ở đây là không ưng cái gì Tại vì á, là ngay từ đầu là ba không có chấm cái cô này cho lắm Là tại vì thấy con mình nó ăn học đàng hoàng Sao tự nhiên nó không đi lấy mấy con nhỏ mà có ăn học đàng hoàng Mà mấy nhỏ ăn học đàng hoàng giống như con mình Sao tự nhiên nó đi lấy con nhỏ này đi làm neo làm trà móng chân Kiểu dạng vậy quý vị không Thì trong cái tư tưởng của bà My thì quý vị cũng đã biết rồi Bà My bả là người thích đi làm bả là người thích đi làm mà công ty đi làm mà thuộc dạng như là không phải là lao động chân tay quý vị không bả thích làm những cái công việc là trí óc không vận dụng đầu óc kiểu như là lao động trí óc chứ không phải là lao động chân tay không thì hồi xưa chính vì cái điều mà giữa bả với lại chồng của bả có cái sự mâu thuẫn cũng là gì cái chuyện là chồng bả thì kêu ra ngoài tiệm phụ theo kiểu lao động chân tay nhưng mà bả thì bả nói khăn khăn bả phải đi làm theo kiểu lao động trí óc làm đúng ngành đúng nghề hồi xưa vợ chồng mâu thuẫn là cũng vì cái lấn cấn cái chuyện đó thấy không bây giờ tới cái thế hệ của thằng con trai thì bây giờ bà cũng kỳ vọng con trai ăn học tử tế thì con trai cũng sẽ tìm con dâu ăn học tử tế thấy không mà bây giờ thằng con trai lại đi kiếm con nhỏ con dâu cũng thuộc dạng làm chà móng chân quý gì không thì bà my này bác không có ưng ngay từ đầu là bác không có chịu bà cũng phán đối dữ lắm rồi nhưng mà gì á là cái anh ngọc này anh yêu và anh mê cái vẻ đẹp của chị dung cũng như là đối với ảnh cái chuyện mà bằng cấp học vấn nó không có quan trọng quan trọng là cái cách người ta à, biết cách cư xử lễ phép cũng như là miễn sao kiếm được thu nhập trang trải lo được bản thân dư giả được chút đỉnh như vậy là quá tốt rồi chứ không nhất định là phải là bằng cấp cao siêu rồi đi là làm ông này bà nói không ảnh không có cần thưa thiết cái chuyện đó lắm với lại là đối với ảnh cái người vợ ảnh cần là người vợ chỉ cần biết vung vén gia đình là được chứ không còn nhất thiết phải đi ra ngoài làm ông to bà lớn quý không thì sau đó gì khi mà hai mẹ con á mâu thuẫn như vậy nhưng mà cuối cùng thì cái người con trai chiến thắng bởi vì sao gia tài có mình ảnh hả quý vị quý vị không rồi thêm cái nữa là bây giờ á, trong gia đình thì giữa bà My với lại ông Hữu hai vợ hai vợ chồng cũng đâu có sự mà à, nói chuyện nhau thường xuyên hay là tình thương mến thương bây giờ trong nhà chủ yếu sinh hoạt cái người mà thân nhất nói chuyện nhiều nhất với bà là có thể là con trai bà mà bây giờ nếu mà giữa bà ấy, con trai bà trai bà mà mâu thuẫn nữa lỡ con trai bà đùng đùng dọn ra ngoài ở riêng rồi lúc đó bà ở nhà bà chịu trận với ông chồng bà hay sao đúng không rồi hoặc không là bây giờ sống chung trong nhà mà bây giờ giữa mình với chồng mình cũng mâu thuẫn mà mình với con trai mình cũng mâu thuẫn thì như vậy làm sao sống chung có gì không nên là bà My lúc này bà phải ngậm bồ hòn làm ngọt quý vị Bà phải chấp nhận cái mối hôn sự của con trai mặc dù trong bụng bà không có ưng Thì sau đó thì cái anh Ngọc này nè Anh mới cưới chị Dung về nó là như vậy Khi mà cô Dung này có bước chân về nhà Thì thường xuyên á là bà My này bà cũng hay giống như là Phật ý con dâu cái chuyện này chuyện kia hay chỉnh chu lắm nhưng mà dĩ nhiên cái chuyện mà bà đình hình với con dâu này nó cũng không đến nổi như những cái người mà phụ nữ mà phong kiến ngày xưa bà cũng đỡ đỡ hơn chút phải không tại vì dù sao bà cũng đã qua bên mỹ này nhiều năm bà cũng thoáng hơn một chút nhưng mà cái chỉnh nhưng mà cái chỉnh của bà có nghĩa là bà cũng chỉnh chỉnh bà hay nhắc nhắc rồi bà hay à, nói xuyên nói xéo này kia vậy thôi quý ông thì à, cái cô dung này lúc mà mới về bước chân làm dâu vô cái nhà này cô cũng áp lực lắm quý vị và những lần đó như vậy đôi khi có những bữa mà bị má chồng mình làm khó làm dễ bữa nào mà có chồng á, thì có chồng đứng ra nói binh vực cho cổ thì cổ cũng đỡ nhưng mà có nhiều bữa đó là không có chồng ở nhà mà bị má chồng đình hình kiếm chuyện thì những lúc đó gì cái người mà giúp đỡ cái cô dung này lại là cái người ba chồng là ông hữu gì thì cái ông hữu này ổng thì ổng sống cờ dạng như là ổng con con dâu nó làm nghề đó thì cũng do không khác gì với ổng đi bán cà phê thì ổng mới thấy là kệ nghề nào cũng là nghề miếng sao kiếm ra tiền vợ mình á là ổng đã ứa bả hồi xưa vậy rồi bây giờ bả còn làm khó con dâu mỗi lần con dâu mà bị vợ làm gì là ổng thường hay ra tay tương trợ lắm thật ra nói là tương trợ nhưng thật ra trong lòng của ổng là ổng thuộc dạng giống như là hồi xưa tôi ghim bà rồi bây giờ sẵn tiện cái cớ này luôn tôi xà bà luôn thấy không kiểu dạng vậy đó quý vị thì cái cô con dâu là cô dung này mới thấy là ba chồng thường xuyên hay nói đỡ cho mình ba chồng thường xuyên hay giúp đỡ mình động viên mình khích lệ mình thì cô dung này lâu ngày cổ cũng thương cái người ba chồng này thương theo kiểu ban đầu là giống như là ba chồng nàng dâu thương như là cha con đi thì à, tự nhiên á, câu chuyện nó chỉ dừng tới đó thì có chuyện gì để nói đâu quý vị ai ngờ đâu quý vị cái cô dung này về làm vợ của anh Ngọc thì hai năm sau cô dung này cũng có bầu nhưng mà cô sanh ra lọt lòng lại là đứa con gái thì bây giờ đứa con gái rồi thì bắt đầu ở lúc đó thì cô dung này cổ sanh cái đứa con gái đó cũng trầy trật lắm quý vị đại khái lúc mà sanh xong cổ cũng để để lại cái di chứng trong cơ thể cổ cũng nhiều lắm thì á, lúc đó bác sĩ cũng khuyến nghị cổ là tạm ngưng đi tức là sanh coi cái đứa con gái này xong thì ít nhất là tạm ngưng 2 năm gì đó, 3 năm gì đó, càng lâu càng tốt rồi hả sanh lại. Tại vì nếu bây giờ mà sanh nhầu như vậy là cổ là cái người tổn hại rất nhiều tại vì cổ đang có di chứng sẵn trong người quý vị không? Thì khi đó gì khi mà cái cô cô Dung này cũng nghe như vậy á thì cổ về cổ với lại cái anh Ngọc chồng của cổ hai vợ chồng sinh hoạt theo kiểu như là dạng như là kế hoạch với nhau. Sợ là có bầu nữa làm sao? trong khi đó thì bà má chồng cái gì bà thì cũng thuộc dạng thời điểm lúc đó cũng nghe cái chuyện con dâu bị di chứng chứ thì bà cũng chịu chấp nhận chờ nhưng bà bà nghĩ trong đầu ở trong đầu của bà bả nghĩ là chắc là con dâu cũng nắng nán tầm năm hai năm gì cho con dâu nó cũng đẻ tiếp đúng không nhưng mà bà thấy chờ tiếp tới năm thứ ba rồi là chị dung chứ cũng không đẻ chữa gì luôn lúc này thì bà mới hỏi là hỏi thẳng luôn tại sao mà tới giờ mà con không chịu đẻ tiếp đi một đứa con gái rồi thì đẻ tiếp đi biết đâu ra con trai để nó để nói giọng nói giỏi chứ gia tài ba má có thằng thằng con trai mà sao mày không chịu đẻ nữa thì cái cô dung này quý vị cũng mới trả lời cũng nói bây giờ cổ ngán đẻ quá hồi đầu bác sĩ nói là ngưng càng lâu càng tốt thì cổ ngưng 3 năm thì bây giờ giống như là tới lúc này giống như nghĩ tới cái chuyện mà sanh con á cái cổ nhớ lại cái ám ảnh cái lúc đầu mà đẻ đứa đầu á cổ sợ quá đi cho nên cũng mới nói với lại má chồng á là giờ tự nhiên con sợ quá má ơi chắc là cho con du 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 di cho con nán tiếp đi khi nào mà con thật sự là tự tin can đảm rồi á lấy lại can đảm rồi con đẻ tiếp chứ bây giờ con ngán lắm thì cái người mẹ chồng này quý vị bây giờ khó chịu với con dâu rồi không thì lúc này quý vị bả lại tiếp tục kiếm chuyện với con dâu thì cái người con trai là anh ngọc mới đứng ra nói với má mình á bây giờ nếu mà má nói vậy á thì thôi con nói thiệt với má nha nếu mà má làm khó vợ con hoài như vậy á Bây giờ vợ con bệnh hoạn vậy mà má làm khó quá vậy thì thôi Vợ chồng con ra ngoài ở riêng để mà má khỏi thấy mặt mặt cho vợ con má khỏi khó chịu Thì bà nghe vậy xong bà xanh tóc rái bà sợ cái gì bà sợ con trai dọn ra ngoài ở riêng thấy không cho nên là bà sợ con trai mày ra ngoài ở riêng là nghe con dâu nó 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 cấy vô đầu nữa là mai mốt con trai bỏ bà luôn thấy không bà mới nói thôi thôi nếu mà vợ chồng tụi bay muốn tính sao tính thì tao nói vậy thôi đó không muốn tính sao muốn đẻ chừng nào đẻ tùy tụi bay thì bà mới chịu là chơi cái chiêu chiêu lại rồi là một câu nhịn chín câu lành bà mới chịu nhịn trước đi rồi từ từ người ta gì lấy nhu thắng cương nghe không từ từ đi rồi bà sẽ lựa là thời cơ bà lại thúc đẩy tụi nó đẻ thì thời gian nó thấm thoát trôi qua quý vị bây giờ là ông hữu ông cũng đã gần sáu chục rồi năm mươi tám năm chín tuổi rồi thì ông mới nói chuyện với thằng con trai và con dâu ông mới nói về cái chuyện á là bây giờ á, cháu á à, tức là đứa cháu nội nè cháu nội gái nè đã đi học rồi bây giờ hai đứa bay á không mấy giờ ra ngoài tiệm phụ ba đi Mày mốt cái quán cà phê ba để hai vợ chồng bay quản lý luôn làm luôn Con dâu khỏi cần đi làm trà móng chân cho người ta Còn con trai thì bây giờ giống như là cũng ra ngoài tiệm làm chủ quán cà phê đi con khỏi cần đi làm công Thì lúc này quý vị hai vợ chồng mới ngồi bàn tính suy nghĩ như đó Thì qua ngày hôm sau nữa Cái anh Ngọc với chị Dung mới đồng ý cái lời mà đề nghị của ba mình Là đồng ý hai vợ chồng là nghỉ công việc làm của hai vợ chồng Rồi qua bên quán cà phê này thay ba mình quản lý quán cà phê thì từ ngày mà quán cà phê giao lại cho vợ chồng của thằng con trai á Mang tiếng là nói là giao lại cho nó quản lý Giao lại cho hai vợ chồng nó làm Nhưng mà mỗi ngày ở nhà với bà vợ như vậy quý vị Thì ổng cũng quá buồn không Ổng ở nhà với bà vợ thì vợ chồng nói chuyện nhau Không được mấy câu em nói vậy rồi Ổng buồn quá cho nên là ngày nào ổng cũng gì Cũng rủ mấy người bạn lớn tuổi như vậy bạn già đó Ra quán cà phê của ổng hẹn gặp nhau ngoài quán cà phê của ổng luôn Thay vì đi uống cà phê chỗ khác Thì ổng uống cà phê tại quán cà phê của ổng rồi rủ mấy ông bạn lên trên đó rồi mấy ông ngồi tám chuyện kể chuyện thời sự bên Việt Nam chơi hay không thì sáng nào á là ông hữu này ông cũng đi lên trên quán cà phê của mình lên trên đó uống cà phê tán dốc nói chuyện với mấy ông bạn rồi sẵn tiện á là lên ngó ngó nghiêng nghía coi thử là quán cà phê của mình á là hai vợ chồng của đứa con mình nó quản lý như sao ông lên ông ngó chừng luôn thì từ ngày mà giao quán cà phê cho thằng con trai á thì do là cái cô con dâu cô dung này nè quý vị cổ có giống như là có cái gu lắm cổ có biết cách thẩm mỹ lắm cổ biết cách ăn mặc mà ăn diện em nấu vậy rồi cho nên khi mà cổ lên quán cà phê này thì giống như là được hút khách hơn thêm cái nữa là cổ đề co lại cái quán cà phê cổ làm là cổ tu sửa lại cái quán cà phê nhìn cho nó đẹp á nhìn nó kiểu tây tây nhìn nó kiểu hợp thời trang hợp trend á thì cái quán cà phê thu hút luôn cả giới trẻ chứ không phải những ông già nữa quán cà phê bây giờ thu hút luôn cả giới trẻ nữa thì quán cà phê bây giờ nó lại càng phát đạt hơn so với hồi xưa là ông hủ ông quản lý luôn quý vị thì ông Hữu bây giờ ông hoàn toàn yên tâm giao phó quán cà phê cho vợ chồng thằng con trai. Ngày nào ông cũng nhỡn nhơ lên trên đây ngồi chơi với những người bạn già hết cái buổi sáng ở trên quán cà phê của mình. Sau đó ông mới lái xe về nhà. Ăn xong ba miếng thì ông đi ngủ trưa. Ngủ trưa xong chiều ông lại chạy ra quán cà phê này chơi một chút rồi ông lại về nhà kiểu như vậy. Thì cái ngày hôm đó vậy cái ông Phục á, ông Phục hồi xưa bạn của ông ông mới điện nhờ ông á là bây giờ á tôi có đứa cháu nó bên Việt Nam. Bây giờ nó qua bên đây nó là du học sinh Bây giờ nó đang cần công việc làm Bây giờ ông có thể tạo điều kiện á Là cho nó vô trong tiệm của ông làm được không à, Thì lúc đó vậy Khi mà cái người bạn thân của mình nhờ cậy Với lại ông Phục ông cũng nghĩ lại Hồi xưa ổng với bà My vợ chồng gặp nhau Là cũng tại vì bà My là du học sinh Bà My là em họ của ông Phục quý gì không Thì ổng mới thấy thôi kệ mối quan hệ này Nó cũng là quanh đi quẩn lại Cũng là vòng vòng trong gia đình thôi Giúp đỡ nhau vậy cũng được quý gì không Ổng mới đồng ý đi thì ông mới kêu ông phục là vậy thôi có gì ông kêu uh, ông ông con ông dắt cháu ông lên trên đây ngày mai á, lên trên quán cà phê tôi buổi sáng đi lên trên đó có con trai với con dâu tôi luôn sẵn tiện lên rồi có gì giới thiệu uh, gặp mặt cho con trai con dâu tôi chịu cái nữa thì mình nhận cho nó vô làm thì uh, qua ngày hôm sau cái gì ông phục này ông mới lái xe ông chở cái đứa cháu của ông ra thì đây là đứa cháu gái của gì và cái cô này cổ cũng rất là xinh, rất là đẹp. Mà cái vẻ đẹp của cái cô này á là nét đẹp là nét đẹp tự nhiên, không qua chỉnh sửa quý vị nha, đẹp tự nhiên. Mà cô này cổ make up cũng kiểu đơn giản chứ không phải make up đậm đậm như là con dâu. Thì sau đó quý vị khi mà lên quán cà phê này á thì cái anh Ngọc này ánh vừa nhìn cái cô này xong thì ảnh mê. Cái anh Ngọc mà con trai của ông Hữu này vừa nhìn cái cô cô du học sinh này nè, cái cô em này xong là ổng mê luôn. Ổng mới nhận vô làm liền luôn quý vị, không có suy nghĩ ổng nhận vô làm thì sau khi mà cái cô này cố vô trong quán đó, cà phê đó cố được nhận vô làm cái gì nhờ nhận vô làm chạy bàn đồ này kia là lấy order đồ các kiểu đó thì sáng nào cũng vậy á là ông hữu này ông rất là vui khi mà sáng nào lên cà phê cũng thấy sâm tụ nhìn gái đẹp không à con dâu ổng cũng đẹp mà bây giờ con nhỏ nhân viên này cũng đẹp con dâu ổng thì đẹp giả tạo không đẹp đẹp nhân tạo còn cái cô này thì đẹp tự nhiên sáng là ổng lên quán cà phê này mấy ông bạn già ngồi là bắt đầu ổng cứ nghiêng nghĩa ổng nhìn con dâu với ông nhìn con nhỏ nhân viên quý vị thấy coi chịu đời thấy không thì cái cô bé du học sinh này á cổ, tên là trang khi mà cổ vô trong đây cổ làm á thì thật ra mà nói á cổ á nhìn bên ngoài thì thấy cái kiểu cũng hiền hiền á quý vị nhưng mà người ta nói là lù lù giác lù chạy không cổ vô cổ làm nhưng mà mục đích của cổ á cô này á là đúng thật là cổ chỉ là vì á là muốn tìm một cái mối một cái mối nào đó để mà cổ ở lại mỹ luôn thì khi mà nhận vô đây làm là đây là cơ hội Tại quán cà phê này buổi sáng có rất nhiều đàn ông ra đây ngồi uống đúng không Thì đây là một cái cơ hội để cổ có thể tiếp cận Cổ có thể gặp được những người con trai để cổ tìm Để có phát sinh tình cảm Để cô tính cái đường cô ở lại Mỹ chứ đúng không Thì ai ngờ đâu gì cô này cô rất là tinh mắt cô nhìn sơ là cổ biết á Là cái anh Ngọc là chủ quán cà phê là con trai ông Hữu nè Đang địa cổ đi Quý gì không thì cô này cũng mới đẩy đẩy đưa đưa với lại cái anh Ngọc này thì anh Ngọc này, anh đã sẵn cái sự lễ gì mến mộ và yêu thương cái vẻ đẹp này rồi. Cô này đẩy đưa nữa, anh chịu đời đâu có nổi. Thì sau đó hai người mới đến nhau là có mối tình vụn trộm quý vị nha. Thì uh, trong cái quá trình mà mối tình vụn trộm giữa anh Ngọc với lại cái cô Trang này, hai người qua lại với nhau, tưởng đâu là cái chuyện đó giấu được mọi người. Nhưng rồi lúc này cô Trang có có bầu với anh Ngọc quý vị. Thì khi mà cô Trang có báo tin với anh Ngọc là em đã có bầu thì cái anh ngọc này anh quang mang cái gì tại cô này cố tình cố tình hàng gài đó cô ở đội mỹ mà thì cô này cô cô này cô mới nói anh ơi bây giờ em có bầu rồi thì cái anh ngọc này anh mới quang mang bây giờ anh ảnh đâu có muốn có bầu tại vì ảnh chỉ muốn là cặp cô này theo kiểu vui vẻ thôi để em nấu cái gì rồi đàn ông chỉ thích cơi nới chứ đâu có muốn đặt bỏ bây giờ tự nhiên như vậy có bầu vậy rồi là giống như sàng buộc ảnh như vậy là ảnh phải gì vợ ảnh sẽ chia tay ảnh rồi vợ chồng mỗi người một nơi hiểu không mà trong khi vợ ảnh thì ảnh thấy hiện tại trước mắt anh ngọc là ảnh thấy vợ ảnh không có làm gì sai ảnh là cái người sai cho nên ảnh sợ quý vị ảnh sợ là nếu mà ảnh là người sai như vậy là con của ảnh nó, nó sẽ đi theo nhỏ con gái nó sẽ theo má nó luôn là ảnh mất con luôn quý vị không thì khi đó quý vị ảnh mới nói là thôi bây giờ để cho ảnh suy nghĩ đi rồi có gì thì ảnh sẽ uh, suy nghĩ rồi ảnh sẽ trả lời cho cổ sớm nhất có thể thì qua mấy ngày sau cái mối quan hệ hai người cứ nhập nhằng như vậy quý vị thì cái chị Dung á, chị đã phát hiện ra cái chuyện dụng trộm của hai người này trong cái lúc đó. Tại vì thấy cái phản xạ hai người lên quán cà phê á, nó cái kiểu nó gù gì gù gì, nó kỳ lắm, cái ánh mắt cử chỉ nó kỳ lắm. Rồi thêm cái nữa là thấy cái chị, thấy cái con nhỏ con Trang này nè, nó lên cái quán cà phê mà mặt mày của nó cau có khó chịu. Quý vị không, đặc biệt là mỗi lần nó nhìn chồng của mình. Thì cái chị Dung này chỉ mới để ý và chỉ thấy nó lạ cho nên là sau đó chị đã phát hiện ra được cái mối tình vụng trộm của hai người. Khi mà chị Dung chỉ phát hiện chứ mới làm to chuyện lên thì lúc này một câu chuyện nó đã vỡ lẽ ra trong cái gia đình này quý vị Và cái người sốc nhất lúc này là không ai khác là bà My quý vị nha Cái người sốc nhất lúc này là bà My Và sau đó thì bà My bà không chịu đựng được cái cảnh sốc này bà đã dọn ra ngoài bà ở riêng quý vị Thì cái cảnh sốc này nó là cái gì Thì cái ngày hôm đó khi câu chuyện làm lớn lên thì cái cô con dâu là cô Dung cũng mới yêu cầu là con Trang đó qua bên nhà để mà gọi là gặp gặp trong nhà đó, gặp ba má chồng luôn để mà nói chuyện. Để phân định coi bên nào đúng bên nào sai Thì khi mà ông Hữu ông biết ra được Cái chuyện tối ngày hôm đó là Cái cô Trang này tới nhà để mà nói cái chuyện Cô Trang này ngoại tình này kia dụng trộm Ông Hữu này ông rất là sốc quý vị Bởi vì thời gian qua Ông Hữu ông cũng có ăn nằm với cái cô Trang này nữa Nhưng mà Ông không có biết được là cái con nhỏ này Cũng ăn nằm với con trai của mình quý vị không Thì khi mà nghe con dâu nói rằng Là ngày hôm nay cái con Trang này Sẽ tới nhà để nó nói chuyện hợp gia đình lại nói chuyện nhau thì ông hữu này ổng bị sốc tinh thần lắm quý vị ổng mới có mặt tại nhà để ổng đối đối chứng với cô này thì khi mà ngày hôm đó tối đó gặp nhau thì cái cô này cũng mới nói là bây giờ á cổ đã có bầu với lại anh ngọc rồi bây giờ phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng của cổ thì lúc đó là vì quá tức giận quý vị không kiềm chế được cảm xúc cho nên là cái ông hữu này nè ổng cảm thấy như là hai cha con ổng bị con nhỏ này lừa ổng mới tức quá ổng mới nói với trong nhà có vợ ổng tại đó ổng chấp nhận luôn ổng chấp nhận ổng nói luôn ổng nói là có chắc là con của con trai tôi không hay là con của tôi thì lúc đó bà My bà đứng hình trong mấy nốt nhạc bà không biết chuyện gì bà giống như là bà chưa kịp cũng vậy chưa chưa kịp bắt nhịp luôn thì ông mới nói rồi có chắc là con trai của tôi không hay là con của con trai tôi không hay là con của tôi thì khi mà nghe như vậy xong cái gì cái cô dung này cổ sững hồn cô dung mà con dâu này sững hồn tại vì cô dung này cổ cũng có mối quan hệ ngoài luồng với lại cái người ba chồng của mình nữa quý vị tức là cổ cũng có lén lút dụng trộm với ba chồng là cô con dâu là cô dung á cổ có ăn nằm với lại ông hữu rồi mà trong khi đó là cái mối quan hệ đó nó chỉ là thuộc dạng như là à, xả stress thôi tức là cái chuyện mà dụng trộm xả stress thôi à, thỏa mãn cái chuyện sinh lý thôi tại vì thời gian qua là ông hữu với bà vợ á, ly thân nhau không có ở gần à, không có gần gũi cái chuyện này kia thì ông hữu này ông mới nảy sinh cái chuyện ấy ấy với con dâu phải không tại con dâu quá đẹp thì cái chuyện đó là chỉ có hai người biết với nhau thôi và con trai ông cũng không biết mà vợ ông cũng không hay thì bây giờ quý vị không ngờ rằng là trong thời gian đó ổng qua lại con dâu thì ông Hữu này ổng cũng có qua lại với con nhỏ con trang này nữa mà người ta gọi là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn ổng lén lút với con dâu và ổng lén lút với con trang ổng bắt cá hai tay ổng tưởng đâu là ổng hay nhưng ai ngờ con trang này nó cũng đâu có vừa nó bắt cá với ổng và nó bắt cá luôn cả với lại con trai của ổng luôn quý vị không thì khi mà mọi chuyện lúc này quý vị nó sáng tỏ ngay trước mặt của bà my bà ni mi này giống như là bây giờ bà chuyển thành chắc là bà ni luôn rồi bác chắc bà xuống tóc đi đi làm nico luôn quý vị ơi. tại vì bà thấy cái cảnh tượng trước mặt này nó quá là hải hùng bà không đối diện được bây giờ gia tài trong nhà có hai người đàn ông một người là chồng một người là con trai mà bây giờ nó rước về toàn là cái thứ ất ơ gì đâu con, con con trai thì dẫn về đứa con dâu bất hảo con dâu mà đi này kia tặng tiểu với ba chồng đúng không rồi so, bây giờ tự nhiên á Cái thằng con trai mà nó lại dính với con nhỏ này Con nhỏ này là du học sinh nó mới qua Nó phải tìm đường nó ở lại Con trai mà nó dính vô con nhỏ này Rồi con nhỏ này nó cũng dính với chồng mình luôn Cái này là bùng binh nè em nói quý vị rồi Thì bây giờ thành ra quý vị thấy cái mối tình bùng binh Nó hiện rõ trong câu chuyện này không Ông Hữu á thì ông ở với con dâu Ông lén lút luôn cũng là dụng trộm Con dâu á thì dí thằng con trai của ông Là vợ chồng danh chính ngôn thuận Thì ông nói đi Rồi bây giờ con trai ông, phải không thì lại ngoại tình với con Trang rồi so, bây giờ con Trang á, thì nó lại có mối quan hệ mà nhập nhằn với lại ông ông Hữu, thấy không? Thì quý vị thấy nó rõ ràng, đó. em nói quý vị mối tình bùng binh không? Chuyện gì trên đời cũng xảy ra được, quý vị thấy không? Rõ ràng, vậy á, mà nó giận cù, vậy mà cuối cùng bốn con người này nó đi vòng vòng, xào quần, xào quần, cuối cùng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bốn người này thôi. Thì bà My quý vị lúc này giống như là bà hỏi ơi chia địa ơi không? Em nghĩ nếu nếu mười nghĩ lúc này chắc là bà này bắt cạn lời cạn tàu gáo máng nói hết được thành lời quý vị ơi cứng họng rồi không giống như bị trúng gió gì đó à, cứng họng luôn rồi hết nói được gì thì uh, sau đó quý vị, coi như là bà My này mới mới đệ đơn ly hôn chồng rồi còn á, cái người con trai là thằng Ngọc á, thì ly hôn vợ quý vị thấy khổ không bây giờ vợ chồng biết nhau rồi bây giờ thằng chồng biết con vợ ngoại tình với ba mình rồi làm sao mà ở chung với nhau được rồi bây giờ con vợ thì biết được là chồng mình cũng đi ngoại tình với con nhỏ du học sinh rồi làm sao ở chung nhau được em hỏi gì vậy, vậy? cho nên cuối cùng á là tan đàn sẽ ngé hết gia đình nó náo loạn luôn. bà My thì chia tay ông Hữu đúng không? còn con trai á là anh Ngọc á thì chia tay con dâu là con Dung là coi như hai cặp là đổ dở đi thấy không? mà đổ dở xong rồi thì tưởng đâu là anh Ngọc sẽ đến với con nhỏ du học sinh để cho đứa con trong bụng du học sinh đó có cha rồi thừa nhận đúng không? nhưng mà lúc này á là cái anh Ngọc này anh không chịu cưới tại vì anh đặt ra một dấu chấm hỏi chưa hỏi là chưa chắc đứa con trong bụng là con của ảnh hay là con của cha ảnh thành ra là anh không nhận liền ảnh nói là bây giờ đợi đi thời gian đi thời gian trôi qua chừng nào mà đẻ xong đi rồi giám định adn đi chừng nào biết con của ảnh thì ảnh sẽ có trách nhiệm anh chu cấp tiền nuôi con nhưng ảnh cũng sẽ không cưới cái người phụ nữ lăn loàn giống như là cái chị du học sinh này quý vị không là không cưới chị trang là không cưới nhưng mà sẽ lo cho con thì sẽ lo nếu thực sự là con của ảnh ảnh sẽ lo còn đối với ông Hữu thì cũng vậy Ông cũng giống như thằng con ông luôn Nếu mà là con của ông thì ông cũng sẽ lo Nhưng mà ông cũng sẽ không cưới cái cô Trang này về làm vợ Tại vì cô này quá trẻ so với tuổi ông Thì một ngày nào đó cô này cũng sẽ cấm cho ông cặp sừng nữa thôi Thì cuối cùng quý vị thấy cái kết nó ê chề không Quanh đi quẩn lại rồi cuối cùng có được gì đâu Mọi người đều mất trắng hết trơn Cái người thiệt thòi trong câu chuyện này là hai người Người thứ nhất á, là người con gái của anh Ngọc phải không Cái đứa con gái của anh Ngọc sinh ra trong một cái gia đình mà dây mơ rễ má phức tạp, mối quan hệ Nó gọi từ trái luân thường đạo lý từa lưa hột men vậy, rồi xong một cái người tổn thương thứ hai là ai là bà My quý vị không là bà My chứ ai? Bây giờ nhìn cái cảnh tượng gì mà chồng chéo nhau con trai rồi chồng mình rồi con dâu rồi ui tùm lum á chồng chéo nhau trong cái nhà như vậy nó giống như cái bàn cờ vậy quý vị không? Thì bà làm sao bà sống được? Thì à, cuối cùng bây giờ quý vị cái bà My này bà mới ra ngoài, bà sống cùng với lại đứa cháu của bảo vị là đứa cháu nội nhỏ con gái hai bà cháu sống chung nhau trong căn nhà rồi bây giờ là coi như con nhỏ cháu nó cũng lớn rồi thì nó cũng nhìn nhận ra được câu chuyện nó cũng không đi theo ai nó không theo mẹ cũng không theo cha nó sống với bà sau này trăm tuổi già là nó lo cho bà luôn quý vị thì cái câu chuyện đến đây thì nó cũng xin được phép khép lại tại đây và nếu quý vị mình á sau khi nghe câu chuyện mà mối tình bùng binh này rồi quý vị mình có những cái góp ý chia sẻ gì bên trong câu chuyện này có thể là comment cùng với nêu mười tv và cũng như nếu quý vị thấy video này hay ho thì có thể là nhấn like ủng hộ cho nêu mười giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị của chú anh chị mình trong một video kế tiếp